Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm một cái clip để chia sẻ với các bạn cách chúng ta dùng ChatGPT để có thể tạo được những cái phối cảnh 3D hay còn gọi là những cái hình phác thảo nội thất bằng từ những cái bản vẽ phác thảo mặt bằng dạng sơ lược như thế này. Video này để dành cho các bạn hoặc là các anh, các chú, các chị đang là những người mong muốn thiết kế nhà cho mình nhưng lại không biết vẽ phối cảnh như thế nào, thậm chí còn không biết như thế nào gọi là phối cảnh. Chúng ta có thể là có những bản vẽ mà tính chất là định vị không gian như thế này, sơ lược như thế nào, chúng ta mong muốn là xem thử trước khi gặp đơn vị thiết kế, chúng ta xem thử xem là cái phòng hay cái nhà chúng ta nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta có thể dùng ngay ChatGPT để chúng ta có thể giải quyết được công việc này bằng cách là mọi người chỉ cần đưa cái hình của mọi người vào nói ChatGPT làm thì nó sẽ làm là như thế này nhá. Và cái nội dung này thì nó sẽ ở trong cái clip này mình sẽ nói về cái cách cơ bản để chúng ta có thể tạo được những cái này ở trong ChatGPT như thế nào. Và cái clip này tiếp nối theo cái clip mình đã làm ở trước đó, đó là review ChatGPT 4 ai có thể tự vẽ nhà được cho mình. Và clip này thì trong clip này mình đã có giới thiệu những cái tính năng nó cơ bản đến chuyên sâu hơn một chút, thậm chí là đưa ra cả bảng báo giá sơ lược xem là một cái phối cảnh như thế này thì tốn bao nhiêu tiền cơ bản để làm. Thì nếu như các anh, các chị hay là các cô chú nào chưa biết thì có thể là xem ngược lại cái clip này để có thể biết rõ hơn cái cách chúng ta sử dụng như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái clip. Thì bắt đầu từ cái hình này đi. Trong cái clip này thì thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái hình vẽ bằng mặt bằng này, vẽ bằng tay hay vẽ bằng chì gì cũng được, miễn làm sao mà trên cái bản vẽ này của mọi người nếu như mọi người cảm giác là mình vẽ chưa rõ thì mọi người có thể là ghi chú vào những cái chữ để chú thích những cái vật dụng. Sau đó thì mọi người sẽ để một cái chấm tròn đỏ ở trên này và nói cho ChatGPT hiểu đây là cái vị trí đứng, hay là nói rõ với ChatGPT là quy định chỗ chấm tròn là chỗ của người đứng quan sát. Thứ hai, mọi người vẽ một cái mũi tên màu đỏ và mọi người quy định với ChatGPT là người đứng quan sát như thế này sẽ nhìn theo hướng mũi tên đỏ để quan sát căn phòng. Sau đó thì mọi người sẽ nói ChatGPT là hãy mô tả xem là nếu như tôi đứng ở đây thì tôi sẽ nhìn thấy những cái gì dưới góc nhìn của tôi. Sau khi ChatGPT đã mô tả xong như thế rồi thì mọi người chỉ cần ra lệnh cho ChatGPT là hãy tạo ảnh 3D căn phòng này dựa trên việc là một người quan sát đang đứng ở chỗ chấm đỏ và nhìn theo hướng mũi tên đỏ, và phong cách nội thất mọi người mong muốn thì nó sẽ ra được cái sản phẩm cho mọi người. Cái cách làm cơ bản thì nó là như thế, rất là đơn giản ha. Và đây là những cái bản vẽ mình đem ra làm minh họa đầu tiên. Ví dụ như chúng ta có thể ghi tiếng Anh, chúng ta có thể ghi tiếng Việt, ChatGPT cũng có thể hiểu, hoặc là nếu như chúng ta có thể vẽ được như thế này nữa thì quá tốt, thì đó là những cái tiềm năng. Đồng thời chúng ta sẽ đi xem thử xem là mỗi cái hình này thì chúng ta sẽ được cái gì và được cái gì. Ví dụ như đầu tiên từ một cái hình dễ hiểu nhất đi, đây là cái hình này thì vẽ tay một cái phòng thôi, một cái phòng thì nhìn từ đây vào, cửa vào này, rồi cái giường ngủ này, cái cửa ra ban công, hai cánh này, tủ tivi, rèm cửa bằng trang điểm, tách đầu giường, cái chấm đỏ để quy định là cái chỗ ta đứng và cái hướng ta nhìn. Thì sau khi làm xong thì nói ChatGPT tạo ảnh theo hai bước vừa rồi mình mới nói mọi người đó, thì ChatGPT đã tạo ra bức ảnh như này. Đây là cái phong cách mình mong muốn là Santorini, thì cái tích xanh là cái mà nó phù hợp với lại cái căn phòng này, ví dụ cái cửa, cái giường, ok. Cái dấu đỏ là cái chưa phù hợp, ví dụ như là cái dấu đỏ là có cái giường, có cái tủ quần áo ở đây thì trong này không có ha. Cái này là chưa đúng, tại vì chỗ này mình mong muốn là cái bàn trang điểm, thì chỗ này là cái ghế, cuối cùng là cái tủ console thì nằm ở đây. Thì cái phương án này thì được hai tích xanh và hai tích đỏ. Nếu mình làm lại một lần nữa thì và miêu tả nó kỹ hơn thì mọi người có thể thấy là nó khớp gần như hoàn toàn với lại mình mong muốn. Đây là lần làm thứ hai thì cái giường nằm đúng vị trí này, có cả rèm này, có cửa hai cánh ra ban công này, có bàn trang điểm và có cái gương nhé, rồi có luôn cả tủ tivi đây, đúng y như thế này thì quá tuyệt vời nha mọi người. Và cái cách để mọi người có thể làm được chính xác, tức là cái xác suất theo ý mọi người nhiều nhất, thì mọi người có thể là tham khảo thêm cái video dành cho hội viên, mình để link ở dưới phần mô tả của cái clip này nhé. Và khi mọi người làm theo cái kiểu này thì mọi người sẽ chấp nhận một câu chuyện là mọi người để được một cái hình như ý thì đôi khi mọi người sẽ phải làm khá là nhiều lần, đồng thời phải kết hợp thêm một số cái khả năng chỉnh sửa hình ảnh khác nữa. Ở đây mình sẽ minh họa cho mọi người đó là cái phối cảnh như thế nào thì sẽ ổn không, và cái tiềm năng của cái cách làm này nó đi tới đâu. Ví dụ như đối với cái hình phác thảo này, đây là một cái hình phác thảo về một cái lớp học, và cơ bản thì đây là một lớp học cho lứa tuổi trẻ em, thì bao gồm có cái tủ cabinet kết hợp với lại cái bồn rửa tay ở đây, một cái thảm để đọc sách ở đây, một cái kệ sách ký hiệu library, bảng trắng, rồi bàn để công cụ dạy học và bàn của học sinh ngồi đây, và cái ghế thì mong muốn là ghế dạng Google stool, là cái ghế mà ngồi lắc lư cho con nít đó. Ở đây có một cánh cửa. Thì với cách làm hai bước mô tả xong rồi nói tạo hình theo cái mô tả đó thì ChatGPT đã tạo ra bức hình như thế này. Ví dụ như cái bảng với cái bàn là nằm đúng vị trí nha, reading desk với lại là cái library là cái kệ sách nằm đúng vị trí nha. Cái tủ có đi kèm với lại cái sinh là cái bồn rửa tay đúng vị trí nha. Thiếu một cái tủ cabinet ở đây. Không có cái cửa ở đây mà cái cửa ở đây nó đang nằm ở đây. Thì thông thường mình làm đi làm lại khoảng 2-3 lần thì mình vẫn thấy cái cửa nằm ở đây, thì mình hiểu một cái vấn đề là ví dụ như trong bản vẽ kiến trúc thì ký hiệu á, là cái cửa nó sẽ như thế này.
đây là cánh cửa và cái chiều quay này mở cửa, nhưng mà ChatGPT khi nó nhìn theo hướng này thì nó lại hiểu đây là có xác suất cao, nó hiểu đây là một cái cánh cửa và cánh cửa nó thuộc về bức tường này, cho nên là đa phần nếu như mọi người vẽ theo kiểu như vậy thì nó sẽ để cái cửa vào đây rồi. Cái ghế Google Stool nó sẽ cái kiểu như thế này dành cho anh chị em nào chưa biết. Cái bàn có ghế thì đúng rồi, nhưng mà cái bàn thì nó bố cục chưa đúng ý mình lắm, thì cái này thì chúng ta có thể là thử lại một vài lần nữa thì mình nghĩ xác suất nó sẽ đúng, nó sẽ ok hơn. Đây là mình chỉ thử một hai lần thôi là mình lấy làm minh chứng cho mọi người xem ha, tại vì thử càng ít lần thì cái càng minh chứng cho mọi người thấy là cái cách làm này nó có tính khả thi cao. Và bây giờ mình đã làm được như thế này rồi thì mình nghĩ khoảng 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng tới thì cái câu chuyện nó sẽ đúng ý mọi người nhiều hơn nữa. Hoặc là cái kiểu phác thảo như thế này, ví dụ chúng ta vẽ cái kiểu này mình cũng hay gặp nhiều lắm, vì khách hàng hay vẽ những cái kiểu là tôi mong muốn là một cái bố cục bếp dạng dạng như thế này, bây giờ dựa theo đó thì có thể là phát triển cho tôi một cái concept. Thì bây giờ mọi người có thể tự làm luôn và mọi người nhớ nha, vẽ có thể là xin xin sẹo, nhưng mà những cái con số này mọi người ghi càng chi tiết càng tốt. Thì dựa vào đó, ví dụ góc nhìn như thế này thì mình có thể thấy là những cái tủ này và những vị trí này, lò bếp nấu này, tủ lạnh này, kể cả cái đảo bếp kết hợp với bàn đều làm đúng ha. Có cái cửa sliding door này thì ở trong này thì mong muốn là bức tường này, nhưng mà do vẽ như thế này cuối cùng là hiểu giống như cái kiểu như thế này đấy, cái xác suất khá là cao. Đây là một cái tín hiệu mình nghĩ là rất là tốt, rất là vui cho những người mà đam mê tự vẽ nhà của mình. Tất nhiên là để cho cái xác suất này nó cao hơn nữa thì mình vẫn nhắc lại một lần nữa nha, mình có để cái quy trình làm, cái quy trình làm thì mình cũng test đi test lại cũng khoảng mấy trăm cái ví dụ, mấy trăm lần thì mình mới đúc rút được một cái quy trình chuẩn cho mọi người. Và cái quy trình đó thì mọi người có thể là tham khảo thêm ở dưới cái video clip dành cho hội viên, mình để dưới phần mô tả của video này. Thì chúng ta đi xem thêm một số cái ví dụ nữa để chúng ta có thể rút ra được cái kinh nghiệm là cái bạn vẽ cái kiểu như thế nào thì xác suất làm đúng nó sẽ cao hơn. Ví dụ bây giờ đến một cái kiểu vẽ khác ngay ngắn hơn, tức là vẽ kiểu như thế này. Đây, cái phần xám là tường bao ha, cũng là một cái khu bếp. Cái này là cái khu vực tủ bếp, cái này là một cái bàn ăn, cái này là một cái đảo bếp mà kết hợp với lại bàn ngồi không. Rồi đó, thì cái kiểu như này thì khi chúng ta nhìn vào thì đây là cái mà ChatGPT đã tạo cho chúng ta. Thứ nhất bàn ăn này, ok nha, tích xanh nha, đảo bếp tích xanh nha, đảo bếp kết hợp với lại bồn rửa tích xanh nha. Rồi khu vực nấu tích xanh, open cell là những cái kệ mà dạng thoáng, đây nó làm tích xanh luôn nha, ok, tích xanh là ok đấy. RF là cái tủ lạnh, ok. Có cái khu vực này nó chưa rõ nên nó tạo như này. Tất nhiên storage đứng dưới góc độ storage và room thì nó ok rồi, nhưng mà ở đây nó có một cái close nữa nhưng mà nó không có thì mình để dấu chéo đỏ vào nha. Và sau đó thì mình từ cái phương án này mình làm là mình nghịch ngợm, mình nói là thôi bây giờ đổi sang phong cách là nó hơi hữu cơ một chút xíu thì nó sẽ ra được cái kiểu như này. Thì cái kiểu đổi như này thì mình nhắc lại trong cái clip này mình có nói mọi người ha, mọi người có thể là xem lại, rất là đơn giản là một câu nói duy nhất thôi. Cái kiểu vẽ như này nó cũng khả thi cao, tức là các bạn vẽ mọi người càng rõ ràng thì tính khả thi nó sẽ càng cao. Hoặc là một cái kiểu như thế này, đây là một cái kiểu như thế này không, mọi người có thể dùng bất kỳ một phần mềm gì đó trên điện thoại mọi người vẽ được. Một cái phòng có một cái sofa coffee, một cái bàn, một cái tủ tivi với một cái cửa sổ làm đây. Thì khi mà mô tả xong ở đây thì cái ví dụ này thì mình nhát vẽ cái mũi tên, mình thử là mô tả bằng lời, tức là vì chúng ta đứng ở cái door và nhìn về phía window, tức là mình mô tả bằng lời thôi thì nó sẽ tạo ra như này không. Đây là cái nó tạo ra đây nhé. Đây mình chụp lại cái thao tác mình làm cho ChatGPT mọi người xem. Lần này mình nhát làm cái chấm đỏ, mình chỉ nói là mình muốn thử nghiệm cái câu chuyện là tạo phối cảnh 3D theo không gian phòng khách được vẽ trong cái layout 2D mặt bằng này, góc nhìn lấy theo vị trí người đứng ở door và hướng nhìn thì theo hướng từ door về window, phong cách mình mong muốn là colonial chẳng hạn như thế. Thì giải pháp nó đưa ra đây và bắt đầu mình cũng kiểm tra lại cho mọi người xem ha. Thứ nhất cái ghế sofa phần này đúng, cái bàn trà này đúng, tivi đúng, cửa sổ đúng. Cái phần này nó bị nhầm lẫn, cái phần này không có là nó tự tạo vào, cái đèn này không có nó tự tạo vào. Xong rồi ở đây một cái trường hợp này mà mình cũng có một cái để mình bàn cho mọi người xem ha. Mọi người thấy cái bàn lửng, bàn đôn ở đây ha. Thì bây giờ mình quay ngược trở lại mình mới thấy cái câu chuyện này. Bây giờ mình mong muốn là mình đứng từ đây và mình nhìn, mình đứng từ cái vị trí này đây và mình nhìn về phía cái này đó đúng không. Thì đáng lý cái ghế sofa nó nằm chữ L ở đây thì ông ChatGPT ông lại làm ngược lại. Đáng lý cái bàn side table nó nằm ở đây thì ông ChatGPT ông hiểu là ngược lại đây. Và tương tự như vậy mình thấy có vấn đề ở chỗ là đáng lý cái cửa nằm ở ở đây thì ông hiểu ở đây. Tức là trong cái hình này nó có một sự ngược ngược nhẹ nhẹ, tức là trong trong trường hợp mà mình mô tả nó hơi chung chung như thế này thôi, mình không định vị hướng như nó thì nó hơi bị ngược nhẹ nhẹ thôi. Và tất nhiên mình cũng nghịch ngợm mình đổi một chút xíu về phong cách nữa để xem thử là cái khả năng ChatGPT như thế nào để công chuyện này đổi phong cách thôi. Tiếp tục đến với một cái phòng nó đơn giản hơn, ví dụ như cái phòng như thế này mà một cái kiểu vẽ khác, ví dụ cái kiểu vẽ kiểu như thế này ha, không có ký hiệu gì thêm. Mình cũng quy định cái vị trí như thế này, đây là cái vị trí mà chúng ta sẽ đứng quan sát và đây là hướng nhìn. Cho ChatGPT mô tả xong rồi nó nói ChatGPT tạo thì mình thấy là đối với cái phương án cái kiểu vẽ này thì cái khả năng xác suất thành công nó cao hơn. Ví dụ cái cửa ok, cái giường ok, cái bàn trang điểm cũng ok, đó là cái mà mình thu nhặt được. Hoặc là như cái trường hợp này cũng giống như kiểu phát thải bên kia, mình bây giờ mình mong muốn đứng từ cửa mình nhìn vào nhá, thì chúng ta sẽ có cái gì, chúng ta có cái giường này ok, cái bàn ok, cái giường này ok. Cái phong cách mình mong muốn lần này là nó hơi cổ điển xíu, cái kiểu dáng là do cái phong cách mình nói ở trong cái prompt này. Cái cửa sổ này cũng ok này đúng không, chỉ có cái cửa sổ này không có.
Rồi sau khi mà mình nói nó là xóa cái cửa sổ đi, thì ChatGPT nó cũng có cái chế độ là chữa hình ảnh, thì cuối cùng nó tiện tay nó xóa luôn cái cửa này của mình, cũng không nghĩ lắm ha. Rồi mình cũng thử thêm một cái nữa, đó là mình đổi phong cách đi, thì bây giờ làm ok hơn, cái cửa này tất cả mọi thứ đều ok hết. Với phong cách này mình đổi phong cách thôi nha, mà mình làm lại lần nữa, tức là mọi người nhớ là mọi người làm một lần không được có thể làm lần thứ hai, lần thứ ba gì đó, mọi người quan sát xem cái prompt nó như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng đến cái hình của mọi người là sao. Và mình cũng đổi từ phong cách này sang cái kiểu này thì tự nhiên nó lại bỏ đi cái cửa sổ mình mất. Cái hình này ok nhất này, cái kiểu phác thảo này nó cũng là một cái phác thảo thú vị. Rồi một cái kiểu phác thảo khác đó mình chụp lại từ cái bản vẽ PDF của một bằng nhà, một cái nhà, thì bây giờ mình sẽ đứng tại đây mình nhìn vào thì nó sẽ tạo cho mình được cái kiểu như thế này. Và vị trí sofa này, ghế ok, cầu thang dọc nhà cũng ok luôn, có tự thêm tủ tivi cũng hợp lý. Bàn ăn với lại bếp thì ok, nhưng mà tuyệt vời hơn nữa thì nếu như bàn ăn đúng theo vị trí mặt bằng ấy, thì nó sẽ nằm ở ở đây và nằm ở dưới phần cầu thang cơ. Ở đây thì lại ghép cái bàn ăn thành một cái counter, tức là một cái quầy bar rồi. Ok, cái cửa này ok, nhưng mà cái chỗ này mình đặt dấu chéo không ok là vì sao? Vì cái phòng này đáng lý, cái nhà này đến đây nó bóp lại một cái tường ha, rồi giật qua đây thì đáng lý cái phần này nó nhỏ hơn phần này, thì cái chỗ này nó chưa xử lý đúng thì nó chưa ok ha. Và tất nhiên là cái hình đó thì mình đổi một cái phong cách khác thì mọi thứ nó cũng như thế, tức là các cái thứ nó đang ổn thì nó vẫn giữ nguyên, nhưng mà cái chỗ nó không có làm được thì nó vẫn xử lý như thế này. Sang một cái ví dụ khác nó cũng tương tự như vậy, mình cũng làm. Và ở đây mọi người thấy là một cái phòng ăn có hai dãy bàn kê sát nhau cạnh một cái vách kính. Rồi nếu như mọi người như thế này và mình cố gắng mình thử một cách chú thích khác như thế này thì những cái thứ này nó làm rất tốt. Bàn ăn thì coi như là đủ đi, nhưng mà mình gạch chéo là vì sao? Ví dụ trong cái cách kê bàn ăn này của mình đó, thì mình mong muốn là hai cái dãy bàn này nó sát nhau như thế này và chừa đường đi ở bên trái, thì bây giờ nó lại kê chừa đường đi ở giữa và hai dãy bàn né sang hai bên, như là mình đang đánh dấu chéo về hai cái vị trí đi như thế này. Đồng thời cái hướng của cái bàn thì bây giờ trong này đang kê theo cái chiều nhìn, còn ở trong bàn vẽ thì mong muốn là kê theo cái chiều vuông góc với hướng nhìn. Đó là những cái mà mình gạch chéo. Tất nhiên thì mình vẫn muốn là đổi sang một cái phong cách khác nữa thử xem thế nào, thì mọi thứ nó sẽ được như thế này, cái kiểu như thế ha. Một cái ví dụ phức hợp khác mình đưa ra để cho mọi người cùng xem, đó là mình làm luôn ba cái góc nhìn một lần, tức là mình ký hiệu thêm 1 2 3, mình quy định là đây là góc nhìn số 1, đây góc nhìn số 2, góc nhìn số 3, và đây là một cái tổ hợp công trình nó phức tạp. Nhà xe, nhà hàng kết hợp với sân pickleball ha. Thì đầu tiên là phối cảnh là nhà xe thì có thể làm thấy là ok, và hai cái dấu chéo này nó chưa phù hợp, thì không có cái cửa theo cái hướng nhìn từ đây vào, thì bên này không có cái cửa này, cũng không có cái nhà lồi này. Trong nhà hàng thì ok hơn, cái góc số 2 mình cho ChatGPT làm thì ok hơn, có cầu thang này. Có cầu thang đi ở góc này lên nhé, đây mọi người có thể thấy cái nhà hàng đây và có cái quầy bếp dạng mở ở đây, và cái sân nhìn ra ngoài sân vườn thì cái này ok nhá, về mặt cơ bản là ok. Đối với cái phần góc nhìn số 3 từ ngoài sân pickleball nhìn vào cái nhà hàng 2 tầng thì thứ nhất là sân thì ok này, nhà hàng 2 tầng là đúng theo kiểu mô tả của mình này, nhưng mà cái này không ok tại vì sao? Mình làm 3 sân nó làm có 2 sân. Bây giờ mình đổi góc nhìn như một cái có 3 sân, nhưng cái sân này nó hơi chấm thang tí thì những kích thước nó nhỏ hơn cái ông này, và cái sân này thì cái lưới nằm kỳ cục ở cái chỗ đó, kỳ cục ha. Cái phần này không ok, cái phần này không ok, cái phần này phần nhà xe, cái phần này là cái phần của nhà hàng. Thì nói chung là mình cũng thử xem là một cái tổ hợp phức tạp thì nó sẽ làm được như thế nào. Thì khi mà mọi người thấy là cái độ phức tạp của công trình của không gian nó tăng lên thì cái độ chính xác của nó sẽ giảm đi nhiều, cho nên mọi người chú ý về cái mức độ phức tạp của công trình ha. Hoặc là như đối với là cái kiểu phác thảo như thế này, chúng ta đứng mong muốn đứng ở đây ta nhìn vào không, đây mình chụp luôn cái màn hình ra lệnh nhá, phong cách hiện đại, không gian, nội thất đúng theo thiết kế trong hình mặt này, thì chúng ta sẽ có gì là tất cả mọi thứ ok không. Ở chỗ này gạch chéo là vì sao? Chỗ này đáng lý còn một cái cửa sổ góc này nữa nhưng mà nó lại không có. Và chỗ này là không có cái ghế này, thì giống như hiện tượng ban nãy mọi người có thể thấy là trong một bằng nằm đây, nhưng mà bây giờ khi làm thì nó lại tự động nó đảo qua bên này, không được ok cho lắm. Nhưng mà cái này thì ổn, rất là ổn cho cái ví dụ. Và đây là một cái ví dụ, một cái phức hợp mà tổ hợp khác, có lò sưởi, có góc nhìn và đổi phong cách, rồi có những góc này, thì những cái góc này đều ok cả. Thì đó là những cái ví dụ để cho mọi người có thể thấy, phân tích cho mọi người có thể thấy. Thứ nhất, cách làm cơ bản là chúng ta sẽ chuyển qua hai bước. Bước thứ nhất là quy định là đứng đây nhìn vào, nói cho ChatGPT mô tả xem là sẽ thấy cái gì. Và bước thứ hai là sẽ dùng cái phần mô tả đó và nói cho ChatGPT là tạo cái bức ảnh 3D và đính kèm với cái mặt bằng lên cho căn cứ của nó, để sẽ tạo ra cái phối cảnh cho mọi người. Trường hợp này mình nhắc lại lần nữa là mình thử nghiệm ở trên và mình giới thiệu trên góc độ là những bạn bè, những anh em, những cô chú, anh chị đang muốn xem thử cái nhà mình sẽ như thế nào, nhưng trong khi chúng ta chưa biết như thế nào gọi là phối cảnh như 3D, chúng ta có thể thử. Nếu như mà mọi người có một chút kỹ năng về vẽ một cái phối cảnh 3D, tức là một không gian 3 chiều theo kiểu này, tức là mọi người cũng chỉ cần vẽ đến cỡ như thế này thôi. Ví dụ đây là một cái phác thảo, một cái phòng ha, vẽ và chỗ nào chúng ta vẽ không đẹp lắm thì chúng ta sẵn sàng chú thích vào nha, tiếng Anh tiếng Việt gì cũng được rồi, và đưa vào ChatGPT nói là tạo ra cái hình ảnh thật từ đây, thì mọi người có thể thấy này. Đó, đây nếu như mọi người vẽ được như thế này thì mọi chuyện, câu chuyện là đơn giản hơn rất là nhiều nếu như mà so với cái mặt này ha. Đây chỉ cần như thế này thôi thì ChatGPT đã tạo cho mọi người cái kiểu như thế này. Đó mọi người có thể thấy là đèn tường nhá, đấy chanh này ngon, rồi ghế sofa này, rồi bàn này, rồi loa này, bàn làm việc này, màn hình máy tính đang bật kiểu CPU này, rồi đèn bàn nhá, rồi cửa kính đó. Đó nếu như mọi người chỉ cần bước tới bước này thì mọi người đã có được cái này rất là đơn giản rồi.
Ok, cái phần review kèm theo giới thiệu cách làm cơ bản cho mọi người xin phép được kết thúc ở đây. Nếu như mọi người cảm thấy hay và có ích và hứa hẹn cho có nhiều ứng dụng cho mọi người thì mọi người hãy like, comment và chia sẻ clip của mình đến với cộng đồng bạn bè của mọi người nhé. Và nhắc lại lần nữa là nếu như mọi người quan tâm đến quy trình làm sao để cho cái xác suất cái tích xanh nhiều nhất có thể đối với ChatGPT thì có thể tham khảo thêm cái clip mình để ở bên dưới phần mô tả của video này, clip dành cho hội viên. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái chia sẻ sau.